Các bạn cũng cần lưu ý về những hàng hóa không được mang vào Úc, đó là sản phẩm từ trứng này và trứng. Thứ hai là những sản phẩm từ thịt mà không có đóng hộp tem mát rõ ràng. Thứ ba là trái cây và rau củ quả. À, thứ tư là vật liệu thảo mộc. Thứ năm là hạt giống và các loại quả. Thứ sáu là thảo ruột và các loại thuốc cổ truyền. Và cũng như là những cái chất cấm phổ biến khác theo quy định của sân bay. Về việc đưa đón tại sân bay ở các trường thì có cái dịch vụ là đưa đón sân bay tại Úc nên nếu mà các bạn học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ này thì ngay khi có thông tin về máy bay này, địa chỉ tại Úc thì vui lòng báo với cả các anh chị tư vấn của mình để đăng ký dịch vụ đưa đón sân bay. Thường thì các trường sẽ chỉ nhận yêu cầu của học sinh trước 3 đến 5 ngày làm việc ở tới cái thời điểm mà các bạn đặt chân sang Úc thôi. Vậy nên là các bạn lưu ý là đăng ký càng sớm càng tốt để tránh tình trạng là phút cuối mà không có ai lên đón mình các bạn cũng cần kiểm tra chi tiết uh, chuyến bay của mình này địa uh, địa chỉ ở bên úc ngày giờ uh, cửa hàng không mà mình sẽ đáp tại úc uh, việc đăng ký đưa đón sân bay với trường là bắt buộc đối với các bạn du học sinh dưới 18 tuổi có một số trường hợp thì nhà trường sẽ cân nhắc miễn ví dụ như là học sinh nhập cảnh cùng với bố mẹ tuy nhiên thì việc là được miễn hay không sẽ do trường quyết định và các bạn uh, nên báo với idp nếu có cái nhu cầu này với các bạn trên 18 tuổi thì trường sẽ có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí cho các bạn lần đầu tiên nhập học tại trường. À, các bạn có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ này của trường ạ thì mình cũng nên liên lạc với anh chị tư vấn viên của mình để được hướng dẫn thủ tục.